Hôm nay mình sẽ chia sẻ món thịt kho trứng làm sao cho nó ngon. Đây là chuẩn bị cho mình một cái nồi nước lọc nhé, nguội và thêm một ít muối trắng vào. Và đây là bọc hộp chứa thịt mình đã rửa sạch với nước muối loãng và để ráo nước rồi. Đây mình cho thịt vào luôn, chặt cho hết bằng đi, hết hoàn toàn những cái chất bẩn, mình còn bám lại những cái mùi hôi trong miếng thịt. Vì là thịt kho nên mình sẽ cắt vuông cân chỉ. Và ở đây mình dùng là thịt lách, 500g thịt lách. Trước tiên làm thịt sạch, sau đó mình sẽ đổ ra cái rổ cho nó ráo nước và đi chiên trứng và làm nước mỏng. Trứng thì các bạn luộc sẵn bóc vỏ cho mình nhé. Đợi cho nước nó sủi lên rồi mình đổ thịt ra cái rổ. Không được kỹ, chỉ cần sủi lên là mình đổ thịt ra cái rổ và xả nước vào cho sạch thôi. Không nấu kỹ nó mất ngọt của thịt. Chúng ta chỉ nấu sơ này để cho nó hết cái mùi hôi và cái bọt bẩn đi thôi. Sủi này nó ra nước bọt rất là nhiều các bạn. Và bây giờ mình sẽ tắt bếp và đổ ra rổ và xả nước vào cho nó sạch nhé. Thịt làm sạch rồi mình xả nước vào cho sạch và để ráo nước nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi chiên trứng nhé. Để cho khi mà chiên trứng xong thì khi lấu thì trứng nó sẽ ngấm gia vị hơn. Cho dầu ăn lên nhé, cho nóng chảo. Dầu thật là sôi rồi thì các bạn cho trứng vào cho mình. Hôm nay mình dùng cả trứng gà và trứng cút. Chiên cho nó vàng là được. Các bạn cho mình nhé. Ở đây là một chút dầu ăn vào để khi mình làm nước hàng nó lên màu nhanh hơn. Ở đây mình sẽ cho một thìa ăn phở đường để tạo nước màu. Nếu làm caramel thì chúng ta không được quấy đường. Làm caramel làm để làm bánh flan thì chúng ta không được quấy đường vì sợ nó lại đường. Còn khi mà chúng ta làm cái này thì chúng ta không cần quấy, không cần phải để yên mà chúng ta vẫn quấy được nhé. Và để nó không bị lại đường và màu nó đẹp hơn thì tí nữa mình sẽ cho một chút xíu nước cốt chanh vào. Nước cốt chanh vào để cho nó màu nó đẹp hơn, màu với caramel nó đẹp hơn. Đợi một chút nữa là được nhé, cho lửa vừa. Bắt đầu đường ngả sang màu vàng thì chúng ta để ý cái nồi một chút xíu nhé, không là nó sẽ cháy cái đường nhé. Rồi bây giờ cho thêm một chút xíu nước cốt của quả chanh vàng và cho lửa nhỏ nhé. Và tắt bếp luôn nhé. Rồi chúng ta quấy thì cái caramel này nó sẽ đặc lại nhé. Bây giờ các bạn cho mình luôn một ít hành tím để phi cùng hoặc là thêm ít tỏi nhưng càng tốt vì nó có dầu ăn rồi, nên cho chúng ta cho vào như này thì nó cũng sẽ phi thơm được và nó tạo mùi thơm luôn. Và bây giờ chúng ta cho thịt và chúng ta xào thôi, đơn giản. Thank you.
2 tiếng tùy theo mình ăn nhiều đến lúc nào á. Bây giờ nó ngấm như này rồi á, nó sệt sệt như này rồi thì các bạn cho mình quả dừa, nước cốt, nước dừa của mình, quả dừa thì nó ngon hơn á. Còn không có thì dùng nước lọc. Mở khung như vậy. Đó. Ban đầu cho nửa to, sau cho nửa nhỏ bớt khi sủng rồi. Rồi cứ mở khung là nấu đến khi mà thịt nó mềm. Thì lúc đấy mình mới cho trứng cút và trứng gà, trứng vịt đã chiên lúc nãy vào nhé. Bây giờ cứ cho lửa to đấy, cho nó bay hết cái hơi hôi. Khi nước nó sôi sùng sục như này nhé, vì mình đã trần thịt rồi cho nên cái bọt nó ra nó cũng không phải là nhiều. Mình sẽ vớt cái bọt này đi. Thực ra cái bọt này nó là từ gia vị ra thôi, còn thịt thì rất là sạch rồi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ cho nhỏ lửa vớt và chúng ta om thôi. Cứ mở vung thì cái thịt nó sẽ ngon hơn. Và cho vào nhỏ lửa thôi, chúng ta om khoảng 1 đến 2 tiếng là được. Tầm 1 tiếng là bắt đầu ăn được rồi, nhưng mà ngon hơn thì không khoảng 2 tiếng. Các bạn, khi mà mình đun được khoảng 40 phút, chưa được 1 tiếng nữa, nó cũng chưa mềm được, nhưng mà nó cũng màu rất là đẹp rồi. Bây giờ các bạn cho mình trứng cho mình thêm, đến khi nó mềm là được ấy. Và thỉnh thoảng đảo để cho cái quả trứng của chúng ta nó ngấm đều ra vị nhé. Màu rất là ngon và bắt mắt ạ. Thì chúng ta không thể này để chờ đợi thôi. Lúc nào thì mình sẽ cho lên đến ra phía sau. Bây giờ nó bị nóng cũng chưa, hơi nhạt một chút xíu. Đây các bạn ơi, sau khi mà mình om ra cơm ấy, được như này rồi nhá. Bây giờ mình sẽ, khi nước nó cạn thì cái gia vị nó sẽ vừa. Mình nêm lại. Gia vị vừa rất là ngon rồi. Bây giờ các bạn thấy muốn ăn nhiều nước thì các bạn giữ lại nước như này, không thì đun thêm một chút xíu nữa cho nó sền sền thêm. Còn như này, như mình như này là được rồi. Để cái nước này cho bé nhà mình ăn cơm ấy, màu sắc rất là đẹp và ngon như này là được rồi ạ. Giờ mình sẽ múc ra và thưởng thức nhé. Bạn nào ăn được tiêu ớt thì rắc lên trên nhé. Giờ mình sẽ tắt bếp nhé, mà mình sẽ cho ra bát và thưởng thức rồi. Cực kỳ ngon và hấp dẫn ạ. Nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Để mình có một cái món ăn rất là ngon mà lại còn đơn giản đấy. Bây giờ mình sẽ múc ra bát, các bạn nhìn thấy không? Cái nước nó sền sệt này, dưới ăn với cơm này, màu sắc thì hấp dẫn này và thơm này, không còn mùi của thịt nữa nhé. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn ạ. Này các bạn nhìn thấy không? Thịt của mình ngon. Bạn nào ăn nhiều trứng thì cho nhiều trứng nhé. Miền Nam thì các bạn sẽ kho cái miếng thịt nó to hơn hơn gấp 3, gấp 4, thậm chí gấp 5 miếng thịt như mình. Như ở mình thì mình hay kho miếng nhỏ như này. Ăn đến đâu thì mình gấp đến đấy. Đổ nước vào nhé, cho mình thấy cái nước sền sệt được, nhìn rất là ngon này các bạn. Với nửa cân thịt và vài quả trứng mình sẽ có được một món ăn cực kỳ ngon nha.